Xin kính chào tất cả các quý khách. Thì đây là toàn bộ các cái mẫu tai nghe T5 mà Clips giới thiệu tại 2019, bao gồm là Clips T5 Neckband, Clips T5 True Wireless, Clips T5 Sport và Clips T5 M là dòng tai nghe có dây. Thì mỗi sản phẩm mình sẽ có một cái clip review riêng về các sản phẩm này. Thì clip này mình sẽ tập trung nói về sản phẩm chính chúng ta, đó chính là Clips T5 True Wireless. Thì tại sao Clips họ lại đặt cái tên là T5? Thì cái T5 ở đây, cái chữ T viết tắt là từ True, thì bao gồm là True Comfort, True Performance, True Independence và True You, và cái cuối cùng đó là True Wireless. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu những cái lý do mà tại sao các bạn nên mua cái T5 True Wireless. Đây là hộp của chiếc tai nghe Clips T5 True Wireless. Thì trên hộp có ghi đầy đủ thông tin là pin 8 tiếng cho chiếc tai nghe và chiếc cây sạc là 24 tiếng và một cái ứng dụng Clips Connect. Thì cái ứng dụng Clips Connect này, Clips họ sẽ ra mắt vào tháng 9 để cho các bạn tinh chỉnh những cái chi tiết nhỏ khi mà sử dụng chiếc tai nghe này. Ở mặt bên hông thì chúng ta sẽ thấy là kích thước của chiếc tai nghe, chiếc case cũng như là các cái phụ kiện bên trong hộp. Và ở mặt sau là Clips họ giới thiệu sơ bộ về những cái tính năng của chiếc tai nghe này. Đầu tiên đó là cái phần oval earbud đặc quyền của hãng, giúp cho người đeo cảm thấy dễ chịu hơn, thoải mái hơn, không bị đau cứng. Khả năng chống nước và mồ hôi IPX4, chức âm truyền thống của hãng Clips và 4 micro CVC hỗ trợ gọi assistant, cũng như là thời gian pin. Và chiếc tai nghe này được tích hợp mạch Wacom IPTX để cho các bạn có thể nghe được những cái âm file nhạc chất lượng cao. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong chiếc hộp này. Thì khác với lại những cái dòng tai nghe đời trước thì toàn bộ những cái mẫu tai nghe T5 Clips họ đã thay đổi cái cách đóng hộp là bằng giấy thay vì sử dụng nhựa trong như là các đời trước. Thì cái đóng hộp này nó sẽ đẹp hơn và thân thiện môi trường hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong. Thì các bạn mở ra thì nó như một cuốn sách vậy, trông rất là đẹp. Và mình mở lên, ở đây là có một cái câu chuyện về lịch sử của hãng Clips. Đây là cuốn sổ manual cách sử dụng, để các bạn nên xem kỹ cuốn sách này nha, để có thể hiểu rõ cách hoạt động của chiếc tai nghe này. Họ ghi rất là rõ ràng từ cách hướng dẫn pair, cách reset, cách sạc và cách sử dụng mỗi bên tai nghe. Ở đây là sản phẩm chúng ta, hai chiếc tai nghe, một chiếc case và đây là cái hộp phụ kiện. Thì trên hộp phụ kiện có ghi là các bạn giữ 3 giây để mà mở chiếc tai nghe. Thì mình thấy là đây là đèn xanh là báo chiếc tai nghe đã mở. Thì nếu như mà chúng ta đã bỏ vào hộp rồi, chỉ cần mở cái case ra, bạn lấy tai nghe lên là tai nghe sẽ tự động mở. Còn nếu như bạn muốn tắt thì bạn tắt mở thông thường, thì các bạn giữ 3 giây. Đây là chiếc hộp phụ kiện. Thì trong hộp phụ kiện sẽ gồm có là một cái sợi dây sạc, hai đầu USB-C, hai cái earbud loại lớn hơn và loại nhỏ để các bạn phù hợp với cái ống tai người mỗi người khác nhau. Và đây là một cái đầu nối, đầu USB-C và USB 3.1 để các bạn có thể sử dụng với lại những cái cục sạc hiện tại mình đang dùng. Đây là hai chiếc tai nghe và cái chiếc cây của chúng ta, thì cảm giác cầm rất là đẹp luôn các bạn. Mình mở ra, mình bỏ hai chiếc tai nghe vào là chiếc cây sẽ báo sạc pin. Đây là mức tín hiệu pin của sạc của chiếc cây T5 True Comfort, True Performance, True Independent, True You và True Wireless. Thì sau khi mà mở hộp xong á, thì bên trong sản phẩm là một cái chiếc case và hai cái chiếc tai nghe của chúng ta và một cái sợi dây sạc USB-C. Thì cái điểm mà mình ấn tượng nhất trên cái chiếc tai nghe này đó chính là thời lượng pin. Thì khi mà sạc đầy á, hai chiếc tai nghe này có thời lượng pin là 8 tiếng, đủ cái thời gian cho các bạn đi làm hoặc là đi học. Và bên cạnh đó thì cái chiếc case này có tổng thời lượng pin khi sạc đầy là 24 tiếng. Tức là khi mà mình sạc đầy tổng cộng giữa tai nghe và case là lên đến 32 tiếng. Nó rất thích hợp dành cho những bạn ví dụ là mình đi du lịch xa, hoặc là những bạn có cái tần suất
chúng ta sử dụng cái tai nghe nhiều. Ví dụ như mình đi làm, mình thường xuyên mình nghe nhạc bằng tai nghe, hoặc là mình đi tập gym sau giờ làm, mình vẫn muốn nghe nhạc bằng chiếc tai nghe này, thì cái thời lượng pin này chắc chắn đáp ứng tốt cho bạn, sẽ không làm bạn thất vọng. Cái điểm thứ hai mà chiếc tai nghe này đem đến cho các bạn đó chính là cái khối lượng nhẹ. Thì tổng khối lượng của cả hai cái chiếc tai nghe này là khoảng 5.5 gram, tức là nó chỉ bằng khoảng 1.5 chỉ vàng mà thôi. Cho nên cái cảm giác đeo trên tai nó vừa nhẹ và vừa có giá trị. Bên cạnh đó thì khi mà các bạn sử dụng một thời gian dài á, các bạn đeo chiếc tai nghe này giống như là mình cảm giác là mình không có đeo được á, nó nhẹ đến mức như vậy. Thì nhiều người sẽ thắc mắc là việc cái chiếc tai nghe này nhẹ như vậy thì cái cảm giác đeo nó có trắng trắng không? Thì Clips họ đầu tư rất là nhiều trong cái khoản thiết kế chiếc tai nghe này. Các kỹ sư Clips họ nhấn mạnh rằng là cái phần ống dẫn âm này họ thiết kế theo dạng là nhỏ nhất thế giới. Nó nhỏ hơn tất cả các loại tai nghe wireless thông thường trên thị trường. Thì lý giải cho cái việc cái ống dẫn âm nhỏ như vậy, Clips họ nói rằng là nó sẽ nằm gọn vào trong cái ống tai người của các bạn, tức là âm thanh nó sẽ đi vào sâu hơn và cách âm tốt hơn. Cộng với cái việc là cái phần housing này nó được bo tròn, nó phù hợp với các sụn tai ở đây, thì cả hai nó sẽ đi đôi với nhau, giúp cho cái cảm giác đeo nó an toàn và chắc chắn. Thì các bạn có thể xem clip trước của mình là mình đã có thử vận động mạnh, ví dụ mình lắc đầu hay mình chạy nhảy hoạt động rất là mạnh, thì chiếc tai nghe nó vẫn bám tốt trên đôi tai của mình. Bên cạnh cái việc ống dẫn âm nó nhỏ, thì một cái điểm đem đến cái sự thoải mái khi mà các bạn đeo những cái chiếc tai nghe của Clips đó là cái phần earbud. Tại vì cái cấu tạo sinh học của tai người là dạng hình oval chứ không phải là hình tròn, mà đa phần những cái chiếc tai nghe trên thị trường họ sử dụng cái phần earbud là dạng hình tròn, cho nên khi mà chúng ta đeo vào trong cái tai thì nó không có nằm vừa vào trong cái ống tai, nó gây cái cảm giác cũng như là bị cấn hay là có thể là bị đau. Thì Clips thiết kế chiếc earbud này là dạng hình oval, được thiết kế này được thuộc bản quyền của Clips, tại vì nó đúng cái lại cái cấu tạo sinh học của tai người, cho nên nó sẽ nằm vừa vặn vào trong cái ống tai người, giúp cho các bạn đeo lâu vẫn cảm thấy thoải mái dễ chịu, nó không có hề bị cấn như là cái dạng hình tròn. Thì ngoài cái việc chúng ta đi học đi làm thì các bạn thường xuyên sử dụng tai nghe để mà nghe nhạc khi mà chúng ta tập thể thao tập gym, thì cái chiếc tai nghe này đặt chuẩn là IPX4. Thì IPX4 ở đây có nghĩa là nó kháng nước rồi kháng mồ hôi khi mà chúng ta hoạt động mạnh, hoặc là các bạn có thể đi dưới mưa mà trời mưa nhẹ thì nó sẽ kháng nước. Nó không kháng nước khi mà các bạn đi dưới trời mưa lớn, hoặc là vô tình cái tai nghe này rơi xuống nước. Một cái điểm quan trọng của những chiếc tai nghe Bluetooth đó chính là cái mạch Bluetooth. Thì chiếc Clips Denon True Wireless này sử dụng cái mạch Bluetooth 5.0. Thì cái Bluetooth 5.0 này sẽ khác biệt gì so với những cái Bluetooth đời trước? Đó, cái đầu tiên đó chính là cái tốc độ truyền dữ liệu. Cái tốc độ truyền dữ liệu có thể lên đến là 50 MB trên giây. Cái thứ hai là nó tiêu tốn điện năng pin rất là ít. Và cái thứ ba là cái tầm phủ sóng nó xa hơn so với lại những cái Bluetooth đời trước. Thì đi đôi với lại cái chuẩn Bluetooth 5.0 thì Clips Denon True Wireless còn được tích hợp một cái mạch aptX mới của hãng Wacom, giúp cho việc có thể đọc được những cái file nhạc chất lượng cao, và chất lượng file nhạc có thể tương đương với một chiếc đĩa CD. Thì hai cái chiếc tai nghe Denon True Wireless này pair với nhau theo cơ chế là Master và Slave, và khác với lại những cái chiếc True Wireless thông thường trên thị trường cũng hoạt động theo cơ chế này, thì cả hai đều có thể là master, tức là cái mà bạn lấy ra trước sẽ là master và cái lấy ra còn lại là slave. Thì cái ưu điểm của cái việc này đó chính là các bạn có thể sử dụng độc lập mỗi cái với nhau. Ví dụ mình ra đường mình chỉ cần đeo một cái để mà mình nghe nhạc hoặc là gọi điện những ai gọi tới mà thôi. Cái điểm lợi thứ hai nữa đó chính là ví dụ như vô tình mình rơi rớt hoặc là làm mất một chiếc tai nghe, thì các bạn có thể đến anh Duy Audio và các đại lý khác trên toàn quốc để mà chúng ta mua thêm một cái chiếc tai nghe rời mà thôi. Chúng ta không cần thiết phải mua cả case lẫn hai chiếc tai nghe mới. Thì các bạn chỉ cần mua cái chiếc tai nghe mới đó, bỏ vào hộp và bấm mỗi bên 5 lần cho đến khi đèn báo phe màu tím là cả hai kết nối với nhau, là các bạn có thể sử dụng như là hai chiếc tai nghe cũ của mình. Có một cái yếu điểm trên những cái chiếc tai nghe True Wireless đó chính là cái micro thu âm chưa được tốt. Thì để tránh cái trường hợp này xảy ra, chiếc Clips Denon True Wireless này được trang bị đến 4 micro sử dụng công nghệ Clips Voice Chat, giúp nâng cao cái chất lượng đàm thoại khi mà chúng ta đi chạy xe ngoài đường hoặc là đi đến những nơi đông người. Khác với lại đa số những cái mẫu case True Wireless trên thị trường làm bằng nhựa, thì Clips Denon True Wireless sử dụng case được làm bằng hợp kim nhôm, thì nó giúp cho cái chiếc case này nó trở nên sang trọng cũng như là khác biệt và cá tính hơn. Và bên cạnh đó thì giúp cho bảo vệ chiếc tai nghe bên trong được an toàn và chắc chắn hơn là cái vỏ nhựa. Và cái case này sử dụng cái cổng sạc là USB-C,
giúp tăng cái tốc độ sạc nhanh hơn và giảm thời gian sạc ít hơn. Và bên cạnh đó thì thời gian sạc hai chiếc tai nghe này cũng rất là nhanh. Khi mà các bạn pin yếu, mình chỉ cần mình bỏ vào chừng khoảng 15-20 phút là các bạn có thể sử dụng tiếp đến 2 tiếng đồng hồ. Tốc độ sạc pin rất là nhanh trên chiếc tai nghe cũng như là chiếc case này. Thì một cái điểm lợi nữa của cái việc case sử dụng hợp kim nhôm đó là Clips họ hỗ trợ khắc tên bạn lên trên chiếc case này, giúp tạo nên cá nhân hóa cho cái chiếc tai nghe mà bạn đang sử dụng. Cái điểm quan trọng nhất khi mà mua tai nghe đó chính là chất âm. Thì Clips họ tự hào có trên 70 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các thiết bị audio từ loa cho đến các thiết bị tai nghe. Thì Clips họ đem trọn bộ toàn vẹn những cái chất âm truyền thống của họ vào trong chiếc tai nghe này, đáp ứng tốt cho tất cả các gu nhạc của các bạn khác nhau. Thì nếu như các bạn muốn trải nghiệm và mua sản phẩm này, hãy đến ngay các showroom của Angie Audio cũng như là các đại lý khác của Angie trên toàn quốc. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký và bấm chuông cho kênh YouTube của Angie Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.